Chuyện gì đang xảy ra với ngân hàng Goldman Sachs? Có hơn 154 năm phát triển với hàng ngàn tỷ đô la tài sản, doanh thu trung bình khoảng 40 tỷ đô mỗi năm, cùng với số nhân viên hơn 40.000 người, không quá khi nói rằng Goldman Sachs chính là một trong những ngân hàng hàng đầu của nước Mỹ. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, Goldman Sachs dường như đang bị mắc kẹt trong chính cái bóng của mình khi vẫn đang chật vật tìm đường cải cách sau những chính sách chưa đủ quyết liệt hay những vụ bê bối kéo dài liên miên. Vô số rắc rối trong thập kỷ gần đây. Ngân hàng hàng đầu nước Mỹ Goldman Sachs, thành lập từ năm 1869, vẫn luôn được coi là một trường hợp xuất chúng. Khi bắt đầu niêm yết cổ phiếu trên sàn New York năm 1999, ngân hàng này tuyên bố chúng tôi quyết tâm phải biến mọi thứ trong tay trở nên xuất sắc. Sau hơn 100 năm phát triển, với hàng ngàn tỷ đô la tài sản, doanh thu trung bình khoảng 40 tỷ đô mỗi năm, cùng với số nhân viên hơn 40.000 người, rõ ràng Goldman Sachs đã làm được những gì mình từng tuyên bố. Ngân hàng này trở thành thương hiệu quyền lực không chỉ về tài chính mà còn về chính trị ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, đặc biệt ở Mỹ và Liên minh châu Âu EU. Thậm chí còn tồn tại thuyết âm mưu cho rằng Goldman Sachs đang bí mật điều hành thế giới bằng sức mạnh tài chính của mình. Tuy nhiên, hơn một thập kỷ trở lại đây, điều khiến Goldman Sachs trở nên nổi bật lại là những lỗi lầm. Năm 2010, phóng viên kinh tế Matt Taibbi của báo Rolling Stone đã cáo buộc Goldman Sachs thao túng thị trường tài chính để kiếm lợi. Ông Taibbi đã mô tả Goldman Sachs là con mực ma cà rồng điên cuồng, ép chặt vòi vào bất cứ thứ gì có hơi tiền. Goldman Sachs cũng từng dính vào hàng loạt vụ scandal khác. Hồi tháng 4 năm 2010, Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC đã cáo buộc ngân hàng này lừa đảo khách hàng khi cố tình bán cho họ loại chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp, trong khi đặt cược rằng loại chứng khoán này sẽ rớt giá. Hậu quả là các khách hàng Goldman Sachs thiệt hại 1 tỷ đô la. Sau đó, Goldman Sachs đồng ý nộp phạt cho SEC hơn 300 triệu đô và bồi thường cho khách hàng 250 triệu đô. Ngày 14 tháng 3 năm 2012, một ý kiến của báo New York Times đã đăng một bài viết với tựa đề "Vì sao tôi rời bỏ Goldman Sachs" của Greg Smith, một cựu giám đốc và phó chủ tịch của ngân hàng này. Ông Smith đã làm việc ở Goldman Sachs từ năm 2000. Trong bài, ông Smith khẳng định môi trường của Goldman Sachs đang trở nên độc hại và mang tính phá hoại hơn bao giờ hết. Trong bài, ông Smith tố cáo ban lãnh đạo Goldman Sachs chỉ quan tâm đến việc bòn rút tiền càng nhiều càng tốt từ túi của khách hàng. Tôi dự vô số cuộc họp bán chứng khoán phái sinh và không ai dành dù chỉ một phút thảo luận về cách thức giúp khách hàng. Tất cả đơn giản chỉ là chúng ta làm cách nào kiếm được tiền từ họ càng nhiều càng tốt. Tôi cảm thấy phát bệnh khi nghe mọi người thản nhiên bàn cách làm thế nào cướp bóc được khách hàng một cách tàn nhẫn, ông Smith viết. Ông Smith cho biết, trong quá trình làm việc, ông đã không ít lần nghe thấy 5 giám đốc điều hành gọi khách hàng của họ là con rối. Ông Smith cho rằng Goldman Sachs thay đổi vì tầng lớp lãnh đạo đã thay đổi. Theo ông, trong quá khứ, những người được đưa lên làm lãnh đạo phải có những ý tưởng lớn, trở thành tấm gương cho người khác noi theo và luôn hành xử đúng đắn. Còn nay, chỉ cần kiếm được nhiều tiền cho hãng và không phải là kẻ giết người với một cái rìu là sẽ được thăng chức. New York Times cho biết trong vòng 24 giờ, bài viết của ông Smith đã thu hút khoảng 3 triệu lượt truy cập. Khi đó, lập tức giá cổ phiếu Goldman Sachs giảm 3,4%. Như vậy, giá trị thị trường của Goldman Sachs giảm tới 2,15 tỷ đô. Phản ứng lại, tổng giám đốc điều hành Goldman Sachs là Lloyd Blankfein tuyên bố bài viết của ông Smith chỉ phản ánh quan điểm của thiểu số. Ban lãnh đạo Goldman Sachs cũng bắn đi thông tin cho rằng ông Smith hành động như vậy vì cay cú do không được thăng chức. Đặc biệt, Goldman Sachs cũng dính dáng tới bê bối quỹ OneMDB do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế xã hội. Trước đó, vào năm 2012 đến 2013, ngân hàng này đã giúp OneMDB phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị là 6,5 tỷ đô. Các nhà điều tra cho rằng những sai phạm và thiếu sót trong kiểm soát hoạt động quản lý của Goldman Sachs đã tiếp tay cho việc biển thủ hàng tỷ đô la từ quỹ này. Kết quả là vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngân hàng Goldman Sachs đã chấp nhận khoản phạt cao kỷ lục 2,9 tỷ đô nhằm tránh các cáo buộc hình sự liên quan đến vai trò của ngân hàng này trong vụ bê bối kể trên. Mắc kẹt trong cái bóng của chính mình. Mặc dù chưa có rắc rối nào quá nghiêm trọng khiến cho việc kinh doanh của Goldman Sachs lâm vào thế đường cùng, thế nhưng theo các chuyên gia đánh giá, ngân hàng danh tiếng này đã và đang mắc kẹt trong chính cái bóng của mình. Ngân hàng này vẫn đang chật vật tìm đường cải cách và làm thế nào để thích nghi với trật tự quyền lực mới trên thị trường tài chính toàn cầu. Để hiểu về Goldman Sachs ngày nay, chúng ta cần nhìn bao quát lại lịch sử của nó. Sau khủng hoảng tài chính 2007 đến 2009, hai ngân hàng lớn nhất nước Mỹ khi đó là Morgan Stanley và JP Morgan Chase đã thực hiện cuộc đại cải tổ. Cụ thể, JP Morgan Chase theo đuổi mô hình đại ngân hàng với nhiều mảng kinh doanh đa dạng và đã thành công, còn Morgan Stanley thì xây dựng được mảng quản lý tài sản cho các khách hàng siêu giàu rất mạnh, tạo ra lợi nhuận ổn định và vững chắc. Trong khi đó, Goldman Sachs cũng được đánh giá là ngân hàng hàng đầu thì lại bị mắc kẹt trong mảng giao dịch tự doanh, tư vấn cho các thương vụ và đầu tư bespoke, phục vụ các khách hàng giàu có. Những quy định mới về quản lý vốn của chính phủ đã khiến những mảng này đem lại ít lợi nhuận hơn. Nhưng ngân hàng Goldman Sachs vẫn đặt cược rằng nếu chiến thắng thì họ sẽ có thể vượt xa so với các đối thủ còn lại. Cuối cùng thì Goldman Sachs đã thua. Trong nhiều năm, danh mục đầu tư của họ có hiệu suất thấp hơn chỉ số S&P 500. Vậy là suốt nhiều năm trời, Goldman Sachs mắc kẹt trong cái gọi là có tiếng nhưng không có miếng. Dù là ngân hàng lâu đời và có bề dày thành tích khủng, nhưng họ vẫn ngậm ngùi nhìn các đối thủ vượt lên trong sự bất lực. Những nỗ lực làm mới. CEO hiện tại của Goldman Sachs là David Solomon, người đã tiếp quản ngân hàng từ năm 2018. Ông vẫn liên tục cố gắng làm mới hình ảnh của ngân hàng cũng như chính bản thân mình bằng cách mở rộng các mảng kinh doanh cốt lõi và đa dạng hóa sang cả những lĩnh vực mới. Hiện Goldman Sachs đang cung cấp cả dịch vụ ngân hàng giao dịch, transaction banking, cho các tập đoàn đa quốc gia, giúp họ vận chuyển dòng vốn đi khắp nơi trên thế giới. Mạng quản lý tài sản cũng được sót lại. Và từ tòa cao ốc ở Manhattan, các lãnh đạo của Goldman Sachs đang mơ về một ngân hàng số có thể phục vụ tới những khách hàng bình dân nhất, bao gồm cả vận hành thẻ tín dụng. Một số nỗ lực của Solomon đã đem lại quả ngọt. Thị phần của Goldman trong mảng M&A và giao dịch trái phiếu tăng trưởng tốt, đem về 21 tỷ đô trong năm 2021. Khi thị trường bùng nổ, từ góc nhìn của người nộp thuế, ngân hàng đã trở nên an toàn hơn sau khi tăng vốn và tiền gửi. Quan trọng hơn, cổ phiếu của Goldman Sachs đã hồi phục, tăng mạnh hơn so với các đối thủ cùng ngành cũng như thị trường chung. Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn thì Goldman Sachs vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Doanh thu từ mảng ngân hàng giao dịch khá nhỏ, trong khi mảng quản lý tài sản thường bị kéo lùi bởi những giao dịch riêng tư không minh bạch. Giấc mơ về ngân hàng tiêu dùng chưa thể trở thành sự thật. Goldman Sachs có 15 triệu khách hàng, nhưng đang phải chịu lỗ lớn và tỷ lệ nợ xấu cao. Đó cũng là lý do khiến ngân hàng quyết định co hẹp. Do đó, phần quan trọng nhất đối với Goldman vẫn là các hoạt động kinh doanh truyền thống. Lợi nhuận của mảng giao dịch tự doanh đã cải thiện, nhưng vẫn biến động mạnh. Về tổng thể, Goldman Sachs đã sử dụng hợp lý các tài nguyên, tạo ra tỷ lệ ROE trên 14% trong nhiệm kỳ của Solomon. Tuy nhiên, thực tế thì Goldman Sachs đang bị các đối thủ bỏ lại phía sau. Hiện tại, các nhà đầu tư đang nghi ngờ về việc ngân hàng có thể tạo ra lợi nhuận cao hay tìm thấy những mỏ vàng mới hay không. Các lãnh đạo của Goldman Sachs khẳng định đang sử dụng tiền bạc thận trọng hơn, nhưng năm ngoái tổng cộng ngân hàng đã chi 15 tỷ đô la cho lương thưởng, mức cao thứ hai kể từ khủng hoảng tài chính đến nay, bất chấp lợi nhuận đã giảm đi một nửa. Trong một thị trường mà người chiến thắng sẽ có được tất cả như ngân hàng điện tử, cuộc cạnh tranh đang diễn ra rất khốc liệt. Goldman Sachs nghĩ rằng có trí tuệ và thương hiệu là đủ, nhưng điều đó không đúng. Hãng đã đốt hàng tỷ đô nhưng mới chỉ có được lượng khách hàng rất khiêm tốn nếu so với PayPal hay Amazon. Hơn nữa, dù Goldman Sachs đã mở rộng được tệp khách hàng dùng thẻ tín dụng bằng cách hợp tác với Apple, nhưng trong mối quan hệ đó rõ ràng Apple ở cửa trên. Rõ ràng những nỗ lực của David Solomon là chưa đủ khi Goldman Sachs tiếp tục gặp những chệch choạc nhất định. Cụ thể, lợi nhuận ròng của ngân hàng trong quý 4 2022 là 1,2 tỷ đô, giảm tới 69%, trong khi doanh thu giảm 16% xuống còn 10,6 tỷ đô. Được biết, đây là quý thứ 5 liên tiếp Goldman Sachs đạt lợi nhuận thấp hơn so với cùng kỳ của năm trước. Trong ngày 17 tháng 1, 2023, giá cổ phiếu Goldman Sachs đã giảm 7,5% xuống 346 đô, khiến cho chỉ số Dow Jones cũng giảm theo, và chính David Solomon cũng đã thừa nhận kết quả kinh doanh đáng thất vọng này. Liệu Goldman Sachs có thể trở lại thời kỳ hoàng kim hay không? Đó là một câu hỏi khó, đặc biệt là trong bối cảnh mà ngành tài chính ngân hàng có nhiều biến động xấu như bây giờ. Thế nhưng, nhiều người vẫn kỳ vọng rằng gã khổng lồ ngân hàng tới từ nước Mỹ sẽ làm nên một điều gì đó đột phá, hoặc ít nhất là có sự tăng trưởng tốt như những gì đã làm trong suốt hơn 100 năm qua. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!